vợ chồng Hồ Ngọc Hà Kim Lý khi cả nhau, nữ ca sĩ liền đổi sang giọng Quảng Bình vì lý do này. Được xem là cặp đôi đẹp nhất nhì showbiz, nhưng Hồ Ngọc Hà Kim Lý cũng không tránh khỏi mâu thuẫn cãi vã. Và cô thú nhận giọng của mình cũng vi vút khi cãi nhau với chồng. Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đang được xem là cặp đôi đẹp nhất nhì showbiz hiện nay. Bén duyên từ năm 2017, sau khi hợp tác trong MV Cả Một Trời Thương Nhớ. Hồ Ngọc Hà Kim Lý cũng từng tạm chia tay để xem xét tình cảm của chính mình, nhưng sau đó cặp đôi cảm thấy không thể thiếu nhau. Năm 2020, sự ra đời của cặp song sinh đã dẫn cặp đôi bước vào một hành trình mới trong tình yêu hôn nhân. Màn cầu hôn của Kim Lý tại bệnh viện đã xôn xao dư luận. Sau đó gia đình bốn người cùng cậu con trai riêng của Hồ Ngọc Hà với Cường Đô La thường xuyên xuất hiện cùng nhau và xuất hiện trên mạng xã hội đã cho thấy họ là một gia đình hạnh phúc nhưng chờ mãi chưa thấy đám cưới nên nhiều người nghi ngờ Hồ Ngọc Hà Kim Lý diễn bà tình cảm, hợp đồng hôn nhân. Khẳng định làm rõ thông tin nghi ngờ này trong live show lớp xong của mình ở Đà Nẵng vừa qua. Hồ Ngọc Hà nói tất cả đó chỉ là tin đồn. Nói về hạnh phúc của mình, nữ ca sĩ cho biết giữa cô và chồng không tránh khỏi mâu thuẫn bởi một người có một cá tính, giới tính và cả văn hóa khác biệt. Hồ Ngọc Hà cũng thú nhận ở trên sân khấu, cô là người thủ tâm tình nhẹ nhàng ấm áp Nhưng về nhà cô cũng hóa chàng tinh như nhiều phụ nữ khác Tuy nhiên Hồ Ngọc Hà nói Kim Lý luôn là người bao dung, nhường nhịn và bỏ qua lỗi lầm của vợ Hồ Ngọc Hà cũng tự tin chứng tỏ rằng chỉ cần nhìn khuôn mặt rạng ngời của phụ nữ là đoán được họ có đang hạnh phúc thật sự không Đặc biệt khi tiết lộ rằng vợ chồng cô cũng có những lúc cãi vã thì nữ ca sĩ còn nói thêm khi mà cãi nhau thì vợ chồng có cách giảm tải áp lực như thế này Kim Lý nói tiếng Tây, còn Hồ Ngọc Hà sẽ nói bằng tiếng Quảng Bình. Bởi Kim Lý cũng chưa thành thạo tiếng Việt, mà tiếng địa phương Quảng Bình sẽ khó nghe hơn. Cũng như vậy, anh nói bằng tiếng Tây, thứ ngôn ngữ thành thạo của anh. Điều đó khiến cho hai vợ chồng cứ cãi nhau, nhưng không ai hiểu được người kia nói gì. Vừa để xả được cảm giác tức tối trong lòng hai người, nhưng lại hạn chế tổn thương cho đối phương, vì đối phương không hiểu hết lời người kia nói. Hồ Ngọc Hà cũng bày tỏ trước khán giả lời cảm ơn với Kim Lý. Cô nói anh là người đàn ông hiện tại khiến cô hà lòng, thái bình yên. Kim Lý là người chồng, người cha yêu thương vợ con vô điều kiện và thương cả con riêng của vợ. Cũng trong chương trình Kim Lý đã tiết lộ cuối năm nay sẽ làm đám cưới. Điều đó cũng khiến nhiều người hâm mộ, háo hức chờ đợi.